người dân vẫn tiếp tục bao vây nhà máy thép ô nhiễm. Sau 3 ngày bao vây, chiều ngày 3 tháng 10, vẫn còn hàng chục người dân cương quyết tiếp tục bám trụ trước nhà máy thép Việt Pháp ở xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, cho đến khi nào nhà máy này phải dời đi nơi khác. Như BWEN TV đã đưa tin trước đó vào ngày 1 tháng 10, cơ quan môi trường ở huyện Điện Bàn và công ty thép Việt Pháp đã tổ chức đối thoại với người dân ở thôn 7A, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, nhưng đã thất bại do người dân cương quyết buộc nhà máy phải dời đi nơi khác. Bà Hồng, một người tham gia lập rào chắn cho biết bà đã quá mất niềm tin vào lời hứa của lãnh đạo nhà máy thép này. Bà cho biết trước đây, khi chưa có nhà máy thép thì người dân địa phương được sống trong không khí trong lành. Từ ngày có nhà máy này thì người dân đau ốm rất nhiều vì ngửi mùi khói độc hại của nhà máy thải ra. Theo người dân cho biết, họ đã nhiều lần gửi đơn lên huyện Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam nhưng chưa giải quyết nên họ phải ngăn cản không cho nhà máy này tiếp tục hoạt động. Người dân nói, lãnh đạo chính quyền địa phương hãy về sống trong khu vực với dân một thời gian khi nhà máy hoạt động để xem có chịu đựng nổi ô nhiễm không mà bắt người dân chịu hết năm này qua tháng khác. Họ cũng không tin vào kết quả đo lường về ô nhiễm môi trường của nhà máy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Điện Nam Đông, ông Thân Cầu cho biết, xã không thể dẹp được người dân bao vây nhà máy vì không có đủ lực lượng để làm việc này và đã gửi báo cáo lên lãnh đạo huyện Điện Bàn để xin ý kiến.